Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Mà đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, điều đầu tiên đập vào tâm hồn chúng ta đó là cái bài hát Vui Lên, ca đoàn hát nhập lễ, và cái áo màu hồng của linh mục chủ tế trong thánh lễ này. Dưới màu tím đợi chờ của mùa vọng, chúng ta lại thấy có một màu hồng vui tươi để nói lên cái niềm hy vọng đang vươn lên trong lòng ta, vì Chúa đã sắp đến rồi. Một chút màu hồng như niềm vui làm tăng thêm sức mạnh đang nhú lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Một chút màu hồng đang tỏa sáng, làm hé lộ cái khuôn mặt của Chúa đấng đang đến với chúng ta. Tất cả đều mong chờ Ngài như mảnh đất khô cằn mong chờ giọt mưa xuân. Người ta kể rằng có một nhóm thương gia dự buổi họp, vì buổi họp kéo dài bất thường nên vừa tan họp, ai cũng hối hả đi ra xe buýt để về nhà. Một người vì vội vàng mà đã làm đụng vào cái quầy bán táo của một cậu bé, và những trái táo nó rơi xuống lăn tứ tung. Nhưng vì vội vàng mà không ai dừng lại để giúp cậu bé, mọi người đều lên xe buýt và thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ít phút sau, một người trong nhóm cảm thấy áy náy trong lòng. Ông ta quay trở lại chỗ cậu bé bán táo, rồi ông thấy cậu vất vả thu lượm những trái táo, có vẻ vất vả lắm. Nhìn kỹ lại, ông mới thấy giật mình, thì ra đó là một cậu bé mù. Và rồi làm sao? Tội nghiệp quá, ông mới lượm từng trái táo một, và rồi có một số trái táo bị dập, và ông dúi vào tay cậu ta một vài tờ bạc rồi bỏ đi. Thế nhưng cậu bé nắm tay ông lại và hỏi, ông có phải là Chúa Giêsu không? Thế nhưng sau đó ông đi lẩn vào trong đám đông. Một câu hỏi đơn giản của cậu bé nhưng nói với chúng ta thật nhiều về những điều mà lời Chúa ngày hôm nay muốn nói với chúng ta. Những người ngày xưa đến hỏi Gioan, ông là ai? Bởi vì họ mong muốn được gặp đấng cứu thế.
mà Gioan đã nói với họ: tôi rửa các ông trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy đến sau tôi, nhưng đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Một thực tế nói lên là Chúa ở ngay trong cuộc sống của chúng ta, thế nhưng chúng ta không nhận ra. Và đúng, đấng phải đến khác với những gì mà chúng ta thường hay nghĩ hay tưởng. Như ngày xưa, người ta đã tưởng là đấng cứu thế phải thế này, phải thế khác. Đến chừng Chúa đến ở ngay giữa họ mà họ không nhận ra. Thánh Gioan tự dạ là đã biết đấng cứu thế, đấng phải đến rồi. Tuy nhiên, có lẽ Thánh Gioan muốn Chúa Giêsu xác nhận mình là đấng cứu thế, cho nên ông chỉ nói giới thiệu từ xa. Còn Chúa Giêsu thì sao? Chúa không muốn tuyên bố mình là đấng Mêsia. Tuy nhiên, những việc Chúa làm đều minh chứng cái điều đó. Chúa truyền cho các môn đệ của Gioan về thuật lại với ông những điều mà họ thấy: người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Và qua tất cả những điều đó, Chúa muốn nói với chúng ta về một cái chân lý cho đời sống đạo của chúng ta, đó là chỉ có đôi mắt đức tin mới nhìn ra được dung mạo của đấng cứu thế, của vị thiên sai. Và đúng là chỉ có đức tin và bằng trái tim thì người ta mới nhận ra được Chúa là đấng mà ai cũng mong ước. Người Do Thái ngày xưa mong chờ vị cứu tinh giải thoát họ khỏi ách thống trị của người Roma, đem lại đất sự hưng thịnh cho Israel. Thế nhưng họ không thấy Chúa như là đấng cứu thế như lòng họ mong ước, trong khi Chúa mới là đấng phải đến. Và đấng phải đến đây không phải là như người ta thường nghĩ. Vì không nhận biết Ngài là đấng cứu thế, cho nên họ cứ mãi mong chờ. Cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn còn đang mong chờ đấng cứu thế. Và một điều khác chúng ta có thể thấy nơi Chúa Giêsu, đó là khi đến giữa người ta, Chúa lại trở nên cái người rất là hèn mọn. Và chính vì không nhìn qua lăng kính đức tin, cho nên người Do Thái không nhận biết Chúa ở ngay bên cạnh họ. Còn Chúa Giêsu thì giới thiệu về đấng cứu thế, người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Vậy thì người nhỏ nhất đó là ai? Đó là những người bé mọn nhưng lại có lòng tin lớn lao. Đó là những người có niềm tin và nhờ đó mà nhận ra được Chúa. Và khi nhận ra được Chúa rồi thì lúc đó chính mình được đổi mới cuộc sống và trở nên dân của Chúa. Những người bé mọn đó trong Giáng sinh sắp tới đây và nhìn ra ngoài hang đá ở ngoài kia và hang đá trong đây, ta cũng thấy được đó là các đạo sĩ, đó là Đức Maria, đó là Thánh Giuse, là các bục đồng. Những người tuy rằng là bé mọn trước mắt người ta, nhưng mà lại là những người mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Còn những người khác không nhận ra Chúa bởi vì không mở lòng ra, không nhìn với con mắt đức tin. Mà chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta làm sao đây? Nhìn ra Chúa ngay trong cuộc sống của mình, đó là điều mà giáo hội mong mỏi nơi tất cả chúng ta. Và khi lúc đó chúng ta mới thấy được Giáng sinh là niềm vui, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Tác giả David Poulnage trong cuốn sách Hành Trình Đến Cùng Thiên Chúa của người bạn trẻ đã kể câu chuyện sau đây. Một doanh nhân trẻ đang lái chiếc xe hơi hiệu Jaguar bóng loáng chạy thì bỗng đâu một cục đá bay thẳng vào cánh cửa xe của ông ta. Thế thì giật mình, ông ta dừng xe lại để xem kẻ nào lại làm cái điều mà bất lịch sự đến như thế và ném vào cái xe đắt tiền của anh ta. Thế thì lúc đó xuống xe, anh ta mới nhìn thấy cái người ném cục đá đó
là một thằng bé đang đứng khóc. Nó mếu máo nói: cháu xin lỗi chú, cháu không còn cách nào khác, cháu phải ném đá bởi vì cháu kêu mà không ai đứng lại để giúp cho anh của cháu. Thế rồi nó mới chỉ tay xuống một cái mương sâu ở bên đường, thì cái anh doanh nhân này nhìn xuống mới thấy ở dưới đó là một cậu bé tàn tật bị rơi xuống mương bên cạnh chiếc xe lăn lật úp. Thì ra người anh tật nguyền của chú bé đó bị té xuống dưới cái mương, mà rồi nó không đỡ lên nổi, nó mới kêu mà không ai dừng lại. Cuối cùng thì nó phải ném đá và cái xe của cái anh doanh nhân này mới dừng lại. Anh doanh nhân này đầu tiên thì xuống xe với một tâm tình nóng và bực bội khó chịu lắm. Thế nhưng khi nhìn đến cái cậu bé tàn tật nằm ở dưới mương đấy, anh ta mới thấy là mình thì hạnh phúc như vậy mà người ta thì đau khổ như thế, thì cái bực của mình thật là vô lý. Rồi anh ta mới giúp cậu bé mang anh thanh niên lên khỏi mương, băng bó vết thương và đặt lên chiếc xe lăn cho trẻ đẩy về. Rồi sau đó anh ta quay lại cái xe của mình và sửa lại cái chỗ móp trên xe cho nó sạch sạch lại. Rồi sau đó làm sao? Tác giả David Bonnick trả cho chúng ta biết, sau đó anh không sửa cái chỗ xe bị móp đó mà giữ lại đó để làm chi vậy? Để tự nhắc mình đừng vội vã quá, mà hãy đi chậm chậm một chút, để biết đâu có một ai đó cần đến sự giúp đỡ của mình. Và anh ta nói đùa đó, là để không bị ném đá vào xe nữa. Nhưng mà rồi cái việc làm cao quý của anh ta đó cũng là một lời mời gọi chúng ta, đó là chúng ta có thể gặp Chúa ngay trong cuộc sống của mình. Thế nhưng nhiều khi chúng ta vội vã, chúng ta bận tâm đến nhiều chuyện quá, để rồi Chúa đang bị đau, Chúa đang bị nghèo, Chúa đang bị khốn cực ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đến một lời an ủi, một cánh tay giúp đỡ và một sự thông cảm vân vân, đó là chúng ta gặp được Chúa rồi. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được cái tình yêu mà Chúa đã đến với chúng ta là lớn lao đến chừng nào, khi mà chúng ta đến với những người anh em khốn cực ngay chung quanh chúng ta đây. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta. Và đơn giản lắm để gặp Chúa, đó là chúng ta tìm thấy Chúa ở nơi những người anh em chung quanh chúng ta với tâm tình yêu mến. Và lúc đó chúng ta thực sự gặp được Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, thật là lớn lao, một niềm vui lớn lao không có gì nói cho hết được, sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta khi chúng ta gặp được Chúa nơi những người anh em trong cuộc sống của mình. Amen.